ngoài đéo trồng nó lên được tí kia. Ở đây. Tiếp tất lên cái trên kia mà. Đây, trâu nó ăn đây. Ừ, rồi đây có lên đéo bao nhiêu công phát. Trâu giờ ai ăn mà éo đây. Tôi đi quạt trở ra nó bảo thôi chứ cái này là về. Giờ lớn ăn nhanh lắm nữa. Giờ mới có 4 người kém rồi. Ôi, tự đồng hồ chết mẹ nó bao giờ. Thì để giật mình và thì đéo là mình vừa xem đồng hồ là 5 giờ giờ kém rồi mà thì đéo là bây giờ mới. Đồng hồ lại hết hết pin rồi. Ôi giời ơi, thì mẹ gen cũng quắc. Thì đéo là mở mẹ. Đó, giảng mình bảo thì đéo là 5 giờ 15 mẹ. Thế. Thôi giờ có 4 người kém rồi, vô lý. Cái đồng hồ này chứng tỏ đồng hồ quá chuẩn. Đồng hồ này là đồng hồ giết dân. Hết pin rồi. À hết pin rồi, về thay pin. Thay pin. Có pin của nó bao nhiêu tiền? 120. Và 120 thì nó bền. Và 80.000 nó nhanh hết á. Kéo là bây giờ còn 4 giờ kém rồi, giờ có 4 giờ kém rồi. Giật cá mình. Giật cá mình, nhìn thấy giật mình rồi, kéo là. Đi ca buổi chiều, giờ có 4 giờ kém thì vô lý. Đi từ lúc 2 giờ mà cắt được xe cỏ, vẫn 4 giờ kém rồi. Nói ghê nữa cơ nhờ. Đéo là vô lý thế chứ đi. Đừng nói nhiên cờ chết đấy. Hả? Đừng nói nhiên cờ chết. Nhiên nữa con SK điện tử. Đồ nhiên á. Đồ chót đeo tay. Lặng bó mẹ. Đồ nhiên là SK điện tử à? Ôi đồ cân dậu rồi. Có phải SK cơ à? Thương hiệu cơ, ngày xưa mới là thương hiệu điện tử gì. Thứ cương. Vài trăm bạc đeo. Nó bẻo. Cơ nó mới đắt. Cơ nó trên triệu. Ờ. Tắt à? Không, vẫn chạy. Thế chạy đéo được. Tới tận rừng. Nhanh thế. Nó to nó phải nhanh nhỉ.